Rồi chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ test máy 24 con nè. 24 con, 24 sò đê. Mạch lạnh. Số 1. Màu nóng nè, màu mỏng còn nè. 2. 1 2. Nóng, lạnh, nóng, lạnh đó. Đó. 3. Màu thẳm. Mới đâu. Nước mát nè. Và tiêu diệt các mát. Và mình sẽ test con đèn cho anh em coi nè. Đó, test con đèn cho anh em coi. Số 1. Số 1 bên nóng. Đó. 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 Thấy ghê không? Rất lực nha. Máy thì bao lực. Khu phi là khỏi chạy nha anh em. Cá lóc lên rất đẹp. Đó. Máy này đánh 2 vợt 1 vợt cũng được. Dây ga nè. 2 vợt 1 vợt cũng được. Rồi dây rút này, dây bên vợt mình giấc cá nè. Dây bên vợt mình giấc cá. Còn cái dây đen này là dây mát nè. Cũng đi 1 vợt thì mình thả dây mát xuống cũng theo bê xuồng. Dây này thì mình cứ gắn vô vợt mình giấc cá. Đó, đi 1 vợt cũng vẫn được nhưng mà nó không có bằng những cái máy mà lớn hơn thôi. Như mạch lạnh 48, 62, 82, 102 rồi thôi. Chứ nó thì đi 2 vạt thì rất ok. Cô Phi là khỏi chạy nha. Phi cái lóc lên ngon lắm. 24, sò đê, mạch lạnh, quạt tay nhiệt thôi. Rất mát, mát. Giờ test số 2 cho anh em coi. Số 2 à. Ghê không? Đó, số 2 đó. Đó, thì mình đi quay chạy thôi à? Số 2 á. Rồi, lạnh cho anh em coi, số 1. Lạnh. Số 1. Chạy không nóng nè. Máy chạy không nóng nè. Đó, máy chạy không nóng nè. Mắm rồi không nóng nè. Rồi bình thường. Rồi số 1. Rồi. 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 Nóng nè. Ấm mà vẫn nóng nè. Vô vẫn ấm. Còn vẫn ấm. Bình thường. Đấy. Rồi ok. Không có gì hết. Đó. Máy mạch lạnh 24 này là mình đi rất ngon. Đi 2 giờ là vô những cái kinh nhỏ khoảng thước ngoài nước. Bắt cá rất ngon, rất đạp. Còn những cái mẫu mạch lạnh mà đánh 1 giờ 62, 48, 82, 102 rồi ha. Là mấy máy nó đi rất là đạt, ok. Đi giờ rất là ngon. Cá khổ chê nha. Cái lóc lên phục lên nè. Goofy đưa cái dãnh liền không chạy nó. Goofy bao Goofy luôn. Goofy cái lóc rất ngon, đưa cái là sững lên liền chứ không phải như mà chứ không phải mà chạy đâu nha anh em. Đưa xuống cái là dãnh lên liền, không bao giờ chạy nó. Máy cái ấm nè. 82 nè. Rồi, chào anh, chào các anh em nha.
thì các anh em cứ liên hệ với mình, số điện thoại mình 0939521315. Rồi chào anh em.